Còn ở đây thì hôm nay em Lê Hương lại về thêm được một mẫu xe Hyundai Avante đời 2014 ạ. Bản này là bản lắp ráp trong nước cho em. Số sàn động cơ được trang bị là 1.6 mà giá chào bán chỉ có 279 triệu thôi. Các bác cùng em Lê Hương xem hết video này để xem rằng em nó có xứng đáng với cái mức giá mẹ Hương đang bán không ạ. Với lớp sơn màu đen bóng đẹp rồi thì không còn gì bàn cãi nữa. Hyundai thì với thân vỏ thì cực kỳ chắc chắn này. Biển 34 bánh đậu xanh. Và em thích nhất là em nó là gì? Với những cái đường dập lổi trên thân xe sắc nét rồi thì điểm nhấn đầu tiên chính là cụm đèn pha phía trước. Có đèn phá xương, đèn là đèn halogen cực sáng. Và thêm vào đó là mỗi bên sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm. À 4 mắt đèn led như thế này. Nên là tạo nên cái cụm đèn pha rất là đẹp luôn. Đèn này là đèn bi salon cho bác nhé. Đèn gầm là đèn bi salon này. Và điều em thích nữa là gì ạ? Là cái la răng của xe. La răng thì cực chất cho em luôn. Các bác nhìn này, la răng dạng kín như thế này nhưng mà nhìn rất là chắc chắn và khỏe nhé. Bên trong cái la răng đẹp như thế này sẽ là một cái hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Gầm bệ thì không hề bị mục mọt một chút nào luôn. Các bác nhìn đây ạ, vẫn còn đen bóng đẹp luôn. La răng thể thao đẹp rồi thì có gì nữa. Xi nhan được tích hợp ở trên gương. Em sẽ đứng ra xa để cho khách hàng nhà mình cùng xem form dáng của em nó này. Lẹp chân kính này, ở trên phía trên thì có vỉ chắn mưa này. Ở khung dưới của cánh cửa thì có một cái ốp mạ chrome cao cấp quanh xe như thế này. Nhìn rất là sáng, rất là sắc nét luôn. Gương kính thì em cũng cam kết liền đời theo xe cho khách hàng nhà mình. Đi sâu hơn nữa thì em sẽ mở bên trong này, quay từng chi tiết nhỏ nhất như ốc này, em sẽ quay luôn. Gương kính cụp chỉnh auto cho em này, các bác nhìn là chỉnh trái phải lên xuống này. Hạ kính này, auto tự động cho em. Móc khóa cửa sáng choang luôn. Táp ly thì không hề bị mòn bóng này, ở phần dưới thiết kế cũng là nhựa nhưng mà trông cảm giác giống da. Còn phần dưới bẹ tì tay này sẽ là da mềm cho em. Có 4 hộp đồ để đồ cá nhân cho em. Và có cho em là 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa. Đây các bác nhìn này, keo chỉ zin từng cánh cửa một, em sẽ quay khách hàng nhà mình. Có đèn mở cảnh báo khi các bác mở cửa ra nhé, nó sẽ báo đèn lên. Quay sâu hơn nữa thì đi vào đây. Ốc đây ạ các bác, ấy, ốc đây. Không hề bị vặn xoáy, các bác nhìn cho em này, không hề bị vặn xoáy này. Móc khóa cửa thông minh đây. Móc khóa này, cực kỳ sáng này. Sticker nhà sản xuất này, ghế da, thiết kế ghế da hai màu cực đẹp cho em. Ghế da hai màu thì cực chất cho em, các bác nhìn đây. Đây ghế da đây. Bộ ghế da thì còn mới đẹp cho em. Nói chung là ghế này không phải thay. Nếu như mà nó xấu quá thì em cũng sẽ thay khách hàng nhà mình, nhưng mà không phải thay đâu nhé. Logo Hyundai thì ở giữa này, ở giữa còi thì dưới là sẽ là phanh ABS ở vô lăng này. Và có phím bấm tăng giảm âm lượng rảnh tay cho mình khi các bác lưu hành thì bật lấy ở đây nó sẽ tiện hơn nhé. Từng cái nút điều hòa hay là thanh gió điều hòa thì còn đầy đủ cho em. Màn hình giải trí cỡ vừa đây, có nghe nhạc, à có nghe gọi ở trên đây luôn các bác này. Hỗ trợ đầu DVD cho em. Đây thanh gió hướng điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường. Ở đây thì sẽ có một cái dụng cụ để đồ cá nhân nhỏ nhỏ như thế này. Nhưng bác chủ cũ là một người theo hệ tâm linh một chút thì bác đấy để một củ tỏi. Để một củ tỏi xinh xinh ở đây thôi. Nói chung là có thò có thiêu đúng không ạ. Có cổng sạc 12V đầy đủ này, cổng AUX cho em. Và bên đây thì bác chủ cũ cũng dán thêm hai cái để móc móc đồ treo ở đây nhá. Đơn giản thôi nhưng nhiều cái rất là tinh tế luôn. Sấy sưởi kính điều hòa auto lấy gió 3 vị trí này. Và em quay luôn phần tablo cho mình xem. Em sẽ lật phần tablo lên nhá. Avante đây các bác nhìn này. Avante tablo đẹp căng luôn. Ở đây thì có một cái này, ấn này nó sẽ lên. Đấy, ấn nó sẽ lên nhé, nhưng em không mở chìa. Đồng hồ đây các bác nhìn này, đồng hồ sắc nét chưa, hiển thị tất cả đầy đủ cho em. Ghế da thì không còn gì phải chê rồi. Còn sắc mới đẹp nên là không phải lên ghế da. Nếu như ghế da mà em mua về mà xấu thì em sẽ thay luôn, em sẽ không tiếc tiền gì để em thay khách hàng nhà mình đâu. Để khách hàng nhà mình có một cái trải nghiệm cực kỳ an toàn. Ghế thì phải đẹp căng luôn. Đây, táp ly các bác nhìn cho em này, táp ly đây. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh trên cánh cửa cũng còn nguyên, từng keo chỉ zin thì còn hết đầy đủ này. Đây các bác nhìn ạ. Hàng ghế thứ hai thì cũng cực kỳ sạch sẽ. Vì sao mà nói như vậy là vì có cái thảm ở dưới như thế này, rất là sạch sẽ luôn. Trần này vẫn là trần lỉ này. Trần lỉ cũ nhưng mà bác chủ cũ cũng bọc ni lông cho em nó nên là rất là sạch sẽ luôn. Còn những cái áo da như thế này rồi, trần này các bác nhìn này, sạch sẽ chưa?
Đó, đóng cửa chắc lịch luôn. Bánh trước đã là phanh ABS rồi thì bánh sau của chiếc Avante này cũng là phanh ABS chống bó cứng cho em, là răng cực chất luôn. Các bác có thể mở cốp bằng chìa, cũng có thể mở cốp thì các bác ấn vào đây này. Đó, ấn vào đấy nó cũng sẽ là phần mở cốp cho mình nhá. Đi sâu hơn ra phía sau thì em đây các bác nhìn cho em. Form dáng đẹp rồi, nước sơn cũng đẹp, máy số thì ngon. Avante đây ạ. Phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này. Đèn gầm này. Đèn hậu phía sau thì ốp mạ chrome cao cấp sáng đẹp cho em. Khoang cốp bản sedan thì nó sẽ tương đương như nhau. Nó có sẽ có độ rộng sạch sẽ như nhau này, độ rộng chưa ạ? Lốp sơ cua này, dụng cụ tăng kích thước còn đầy đủ này, sàn bệ còn sạch sẽ này. Thảm nha các bác nhìn cho em này, kể cả cái thảm chống nóng giảm nhiệt ở phần lắp cốp đít xe còn nguyên. Lốp cắt của nhà sản xuất đây. Máng nước đây em sẽ quay phần máng nước nhé. Kể cả lốt bấm đinh đán máng nước này còn đẹp như thế này cơ mà. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như vậy nhé, nên các bác hoàn toàn yên tâm khi mà mua xe bên em Lê Hương. Còn điều gì không ưng ý thì em sẽ chỉnh cho mình ưng ý thì thôi. Nước sơn các bác nhìn này, quá là cứng cáp bóng cho em, rất là đẹp. Giá chỉ có 279 triệu. 279 triệu với động cơ trang bị chỉ có 1.6 nhé. Số sàn đời 2014, bản lắp ráp trong nước đẹp cho em. Hyundai Avante. Úi dồi, xuất sắc chưa ạ? Móc khóa trẻ nhỏ thông minh trên cánh cửa này. Từng con ốc ở cánh cửa này em cũng quay chi tiết rồi. Vì sao em Hương lại luôn bán được hàng trên khi mà em livestream hay review xe? Vì em review thật là chi tiết này và rất là kỹ luôn. Cam kết cho mình rồi, không đâm xô, không ngập nước. Chiếc xe này mới về nên là nó có gì đấy, một chút gì đấy là nó sẽ hơi có một chút mộc, ví dụ như bụi bẩn một chút này. Đây các bạn nhìn này, hơi bụi bẩn một chút này. Nhưng không sao cả, về phát quay luôn. Khách hàng đến xem xe bảo Hương ơi, anh em chỉnh cho anh chỗ này một chút nữa đi. Là ok, em sẽ chỉnh luôn. Đây, gioăng nhá, gioăng ôm trọn phần cánh cửa, không mất một phân nào mục mọt luôn. Táp ly thì em đã bầu rồi, táp ly đẹp cho em. Wow, xuất sắc luôn, một chiếc xe Avante. Thậm chí là bác chủ cũng lắp cho một cái gương lồi như này. Cái này nhìn thì nhỏ thôi, nhưng khi mà đi vào đường các bác nhé, rất là tiện ích luôn. Căn được tất cả những cái góc điểm mù cho mình, xi nhan trên gương rồi. La răng thể thao đẹp, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ của 4 bánh này, la răng này. Nhìn rất là siêu xe hạng sang luôn. Form dáng đây các bác này. 279 triệu, biển 34 bánh đậu xanh. Đèn halogen, đèn phá sương mù, đèn dưới là đèn gầm là đèn bi, có giải đèn led. Và bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe đây. Khoang mà các bác đi mua xe bắt buộc phải tham khảo, bắt buộc phải nhìn. Kiểm tra thật kỹ lưỡng cái khoang này trước khi xuống tiền mua bất cứ một chiếc xe nào cho em. Để em xin phép kê cái điện thoại ở đây để em kê cái nắp này lên. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Hyundai Avante đời 2014. Số sàn trang bị động cơ là 1.6 ạ. Xe 5 chỗ ngồi đây, bụ giảm chấn giảm sóc này, tai đèn các bác nhìn cho em. Có bị đâm không ạ? Có bị méo không ạ? Có bị biến dạng không ạ? Thậm chí những cái thảm này còn nguyên đẹp cho em thì bác chủ cũ là quá là cẩn thận rồi. Gioăng cửa đây các bác nhìn này, phải vén ra để mới nhìn được keo chỉ zin nhá. Không một phân nào bị mất, ngay cả những cái nốt cắt của nhà sản xuất này. Nốt đinh tán này. Động cơ này xanh nga ABS dẫn bó cứng đến 4 bánh nhá. Cực kỳ an toàn luôn ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Hyundai Avante đời 2014. Giá chào bán chỉ có 279 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Các bác nhìn cho em nhé, trên cái mặt lắp cabo này, lắp cabo đây là cái chờ nó đang xanh trắng như này mà nó chiếu xuống, nó nhìn cái nước sơn nó bóng không ạ? Phản chiếu luôn được cả cái mây ở trên trời xuống cái lắp cabo của em này. Đó. 279 triệu sẽ là phí em, giá em sẽ bao rút hồ sơ để khách hàng đi không phải vất vả này.
Và em vẫn có thêm thương lượng lộc lá, linh động thêm về giá cho khách hàng nào thật sự thiện chí nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo. Và đừng quên rằng 11:30 các ngày trong tuần cho buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương Ô Tô Hải Dương. Em sẽ báo giá và cắt xả tất cả những dòng xe đang chào bán bên em. Địa chỉ bày bán 51 Thanh Xá, Lâm Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu.